Dạ, Tú Si Quỳnh Vũ xin chào cô chú anh chị. Hôm nay thứ năm thì bình thường sẽ là ngày ốp của em, nhưng có xíu thời gian em lên thêm một video giày, giày nữ, giày công sở, giày Nhật. Giày bên em thì đa số sẽ là hàng da thật, độ mới cao. Em sẽ giới thiệu size từ nhỏ cho đến to. Chân mình size nào thì mình cứ việc tua nhanh vào size chân của mình xem ha. Như vậy sẽ không có mất thời gian. Và hôm nay thì em sẽ giới thiệu từ size 34 cho đến 37. Size 38 em sẽ có một cái video sau nữa ha. Đầu tiên một em này size 33 mấy anh chị. Ồ quên, có 33 nha mấy anh chị, size nhỏ xíu à. Em hình như có hai đôi thôi. Em này là da lộn phối với lại da bò bình thường. Rồi, em này là màu kem, cái phần này là da da bò láng ha. Cái này là da lộn mấy anh chị. Em này nó sẽ có đậm đậm cái phần da lộn này. Cái phần da lộn nó rất là dễ bị đậm nhạt ha. Cái đế thì rất là đẹp nè, màu kem. Cái mũi em này nè mấy anh chị, nó không có bị một tí dơ gì hết trơn. Cái phần da lộn sẽ có bị đậm. Da thì có đây một vết khờn rất là nhẹ ở đây. Em này là cao 5 phân, gót nhọn nha. Đế thì có dơ dơ mấy chị, nhưng mà em thấy nó còn rất là mới ở chỗ là nó sẽ không có mòn ha. Cái độ bám còn cao lắm nè. Đây cái phần này nó còn rất là sạch sẽ, nguyên cái phần này em thấy sạch dữ lắm luôn. Ở bên trong là cái phần da màu hồng ha. Còn rất là sạch. Đế là da thật nè ha. Em này thì cái do da này nó sẽ không có phải là da mềm ha. Đây mấy anh chị, đó. Size 33. Rồi cái chiếc bên này, cái phần da lộn nó cũng có đậm đậm. Ngoài ra thì em thấy nó láng đẹp hết trơn, mũi cũng sạch đẹp nè, bên trong rất là sạch luôn ha. Đây, đế cũng đẹp luôn. Size 33, em bán em này là 207, mã là A3. 207 mấy anh chị, mã là A3 ha, màu kem. Em qua mẫu. Rồi em này cũng là size 33, em này thì dòng da mềm, da thật ha. Đây, da nó vậy nè mấy chị, nó rất là mềm luôn, mang im cực kỳ luôn. Ở đây người ta sẽ có phối một cái miếng da là giống như phủ bóng ha. Đây, giống như da rắn mà phủ bóng vậy đó. Nhìn nó ánh ánh nó đẹp ghê. Da rất là mềm. Cái phần đế em này giống như chưa sử dụng mấy chị. Đây, sạch đẹp luôn ha. Da em cũng không có thấy trầy khờn ha. Cái phần bên này nè ha, dễ trầy khờn nè, thấy láng o. Đây, sạch đẹp hết, em không thấy trầy khờn ở bên trong. Đây mấy chị, cái này là gì đây? Da nè mấy chị, cái phần đen đen này là nguyên một cái miếng da nè ha. Rồi cái lớp ở bên trong đẹp lắm nè. Ôi sạch đẹp dữ lắm. Cái phần da màu xám bên trong này nó sạch, thật là sạch luôn ha. Ở đây. Rồi size này là size 33. Em bên này cũng sạch đẹp hết. Đây, đế như chưa sử dụng, mũi không có bị trầy, không có bị khờn miếng nào luôn. Im thật là im luôn mấy chị. Ở đây có cái đế này để em coi. Ủa sao nó dày dữ vậy? Cái phần lót ở trong này dày dữ lắm luôn. Im thật là im luôn. Size 33, mã là A24. Em bán là 300, mã là A24. Rồi, kiểu của em này. Mới tinh, em qua mẫu. Tiếp theo là một em size 34. Em sẽ có 3 đôi 34 thôi. Da lộn phối với lại da beo. Ý lông mấy chị, lông thật nha ha. Đây, cái phần này là lông im như vậy nè. Đó, im ru luôn ha. Đồ em độ mới cao nè. Cái phần đế này mấy chị coi đẹp nè, rất là đẹp luôn. Cái này là màu nâu ha, ở trên đây là màu đen. Rồi cái đế nó nhìn nó xịn. Rồi em này rất là dễ đi nè mấy chị, coi cái gót đó nó to như vậy. Da lộn thì thường mình sẽ thấy là mấy chị nó sẽ có dễ có những cái trắng trắng vậy đó ha, đó. Nhưng mà em không thấy trầy ha, không thấy khờn da nha. Ở bên đây có nè. Đây, ở bên đây sẽ có khờn khờn kiểu nãy xíu. Rồi, em này độ mới cao mấy chị. Mũi bằng chút nè. Ở bên trong sạch đẹp. Đây, rất là sạch đẹp. Mã bên này, mã code bên này. Đây, đẹp lắm. Rồi em bên này, ô sạch đẹp dữ lắm. Ở trong là cái này là cái màu vàng nhạt ha. Sạch đẹp. Để em coi có lỗi hay không. Đó, hôi đẹp hết à. Mới tinh nè. Đây, kiểu cái này như thế này. Đây em chị nó rất là mới luôn ha. Em đưa rất là cận luôn. Size 34, em bán là 300 mã A1. 300 mã là A1 ha. Độ mới cao. Rồi tiếp tục size 34. Em này dòng da mềm, mang im thật là im nha. Màu đen. Đây cái chỉ người ta sẽ là cái may chỉ nổi ha. Cái mũi em này đẹp mấy chị, cái dòng da này nó sẽ nhăn nhăn với mềm lắm ha. Không có trầy khờn gì cái phần này. Ở đây nó sẽ có mòn mòn đề gót ngay chỗ này một chút. Rồi ở đây mấy chị nó có mòn mòn nha. Mắc in the band. Ở bên trong lại sạch đẹp dữ lắm. Ở bên trong cái phần này màu đen cũng là da ha. Ở đây là cái da màu xám, da hết trơn luôn ha. Rồi đẹp lắm. Sạch đẹp rồi nè. Ở bên đây em thấy rất là sạch rồi, không có bị khờn.
ở đây nó sẽ có, đây có khờn chỗ này xíu xíu nè. Mũi đẹp ha, đây mũi 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 bằng. Em này dễ đi mấy chị, em này em thấy chừng 3 phân ha, thấp. Đây kiểu em này như thế này, đế rất là đẹp, có bị mòn mòn. À, size 34, mã là A26, em bán 300, mã A26 ha, à 300. Ủa sao lạ vậy? À sao lạ cái em này lắm anh chị ha, hai cái đế ha, nhưng mà em thấy cái bên đây sao nó mới dữ lắm luôn. Ở bên đây nó lại có mày mòn ha, còn bên đây em thấy nó lại rất là khác luôn, nó mới tinh nè. Ố ngộ ghê. Em qua mẫu ha. Rồi tiếp tục 34. À em này là có phối màu. À, em này phối màu đẹp nè ha. Cái này là da lộn, mấy cái ô này nè ha, nhỏ nhỏ này là da lộn, màu xám, màu đen và cái màu xanh giống như xanh bạc hà. À có dây, à cái bảng dây này chỗ này cột này nó còn đẹp. Ôi em này đẹp da lắm. Dòng da mềm ha, đây mấy chị nó sẽ rất là mềm. Đế em này giống như chưa sử dụng, cái màu sáng, à em thấy đẹp lắm nè. Ồ rất là mới luôn ha, em không thấy mày mòn cái phần gót này. À, da nè, ngay chỗ này sẽ không có trầy tí nào luôn ha. Mũi cũng đẹp. Ô em này đẹp da, không có một tí lỗi này, rất là mới luôn ha. Ở bên trong là full da màu xám. Ô quá đẹp luôn. À mã bên này. Em này độ mới cao lắm, mới như là chưa sử dụng ha. Rất là mới. Da mềm đã lắm. Bên này cũng vậy ha, đẹp hoàn hảo luôn, không có một cái tí lỗi gì hết. Size 34. À em bán là 300, mã A2. 300, mã là A2. Đây, ồ, đồ da nó còn bóng ghê luôn. Em qua mẫu. Rồi tiếp tục. À mình sẽ bắt đầu là size 35. Em này nó mấy chị nhìn như vậy, nó cong cong lên vậy nè ha. Đó. Nó như nó vậy nè. Đó. Mình mang vô thẳng đang vậy, nó im thật là im luôn ha. Ồ, cái đế này đẹp quá trời luôn nè. Quá đẹp luôn ha. À đây mấy chị người ta để là 22.5 nhưng mà em thử chân thì em thấy nó là 35 thôi. 36 sẽ chật lắm. À cái phần này là lông. À cái phần này hai bên này là lông, ở đây là da ha, là da thật em này. Rồi để em coi, ở đây nó cũng không có trầy khờn nè. Em này thấp thấp thôi, em này chắc cũng 3 phân. Ồ da em này đã dữ lắm anh chị, quá mềm vậy ha. Ở bên trong là cái này là cái gì đi? À, da giống như da beo vậy đó ha. Ở bên đây cái này là vải mấy chị ha, cái phần này là vải. Ở dưới cái gót là da, mã cốt. Đế em này rất là đẹp nha. À, em cũng không có thấy mày mòn đế ha, sạch đẹp. Rồi bên đây cũng đẹp luôn nè ha. Ở đây người ta sẽ may mấy chị cái này là miếng da nè ha. Đó. Ở đây à cái này là nó cộng thun, hai cộng thun. Ôi sạch đẹp dữ lắm. À, em này mới tin luôn, mang rất là im chân ha. À, size 35, mã là A8, em bán 300. A8, 300. Đây, rất là mới luôn ha. Cái da em này mấy chị nhìn coi đẹp nè ha. Nó đen và nó bóng như vậy. Em qua mẫu. Một em, à, da dập vân rùa. Cái màu này là cái màu đỏ nâu mấy chị. Đỏ nâu ta? Đỏ nâu ha. Em thấy là có đỏ trong này, đỏ đậm, đỏ nâu. Nâu nhiều hơn đỏ. Ôi em này đẹp, em này hàng Ý nha. Đây mấy anh chị, ở bên đây dưới đây này, cái logo đẹp, thật là đẹp luôn ha. Cái đế em này đây mấy anh chị, dập cái chữ M ha, dập hiệu hãng nè. À, em này đế còn đẹp nha, có sử dụng qua rồi ha, nhưng mà em thấy nó còn đẹp. Mình sẽ không có thấy mòn rồi ha. Đây, có dơ dơ nhưng mà em thấy rất là đẹp. À, em này chắc cao 5 phân. Ôi em này da đẹp quá. Rồi đây, da dập vân rùa. Ở đây là cái này là cái này mình mở ra được cái miếng dán ha. Ở đây là thun, đây này sẽ rất là dễ mang ha. Đây mấy chị coi dán như vậy ha, đẹp quá. Đây mấy chị, em này là made in Italy luôn nha. Đây ở bên trong, ở bên trong cái phần da này thì mình sẽ thấy nó có cái da nó sẽ có đập đậm á. À, cái đế thì lại sạch đẹp nè, da hết trơn luôn. Em này mang im chân dữ lắm luôn. À, cao 5 phân rất là dễ đi ha, chắc chắn ngay đôi da này dữ lắm, hàng Ý. Sạch đẹp mấy anh chị ơi. Rồi rất là sạch đẹp luôn rồi. À, em không thấy trầy khờn da luôn nha. Ở đây có khờn khờn cái chỗ này một xíu nha. Có khờn. À, cái phần da bóng thì thường này mấy anh chị nó sẽ có hay có những cái mờ mờ, cái mù mờ da ha. Bên đây gót cũng đẹp sạch. À, size là 35. À, mã là A32. Em bán 300.
A32 300 ha. Đây. Ôi màu em này đẹp quá luôn. Mang cũng im chân nè mấy chị, cái dòng da này nó mềm nha. Này rất là im chân luôn, dễ đi dữ lắm. Em tiếp tục. Một em, em này là da độc lạ nè, da chim công mấy chị. À đây, da chim công ha. À, cái da đà điểu thì mình sẽ thấy là cái phần mà cái này nè mấy chị, nó sẽ gồ gồ lên ha, còn cái này nó sẽ láng, da chim công nó sẽ láng. Mắt in the band. Rồi đế em này đẹp ghê nè, có bị mòn mòn cái gót này mấy chị đây ha, nhưng mà ở trên này độ bám cao. Ồ, đâu này thì cực kỳ mềm luôn, rất là mềm mại luôn này ha. À cột dây, cái dây cũng còn đẹp nè. Da để em coi coi. Ô da cũng đẹp dữ lắm, nó mềm, thật là mềm, nó cũng không thấy trầy khờn gì nè. Sạch đẹp. Ở bên trong. Ở bên trong cái phần gót là da, ở hai bên hông là vải mấy chị ơi. Ô cũng mềm mại đã lắm. Đây ở bên trong. Ô sạch đẹp nha. Đây mã số rồi bên này. Đây, nó cực kỳ mềm luôn ha. À cái phần đầy bên cái chân này nó sẽ không có đẹp cái gót, cái em thấy nó có dơ hơn cái bên này ha. Đây nó sẽ có dơ dơ như vậy, có mòn gót. Rồi da chim công mềm, thật là mềm luôn. À size là 35. À em này là A là 31. Em cũng bán là 300. A31 300 ha. Da độc lạ. Đây, trời ơi, em này đẹp quá. Em này dễ đi dữ lắm đây. Ôi thấy thương lắm. Đây mấy chị, cái màu nó là màu gì đây? Màu rút rút vậy đó ha, nó giống như tím tím vậy đó. À, tím mà thấy cũng có nâu nâu ha. Em mà em thấy nó ra tím rút hơn ha. À, em này là cao 6 phân. Màu em này rất là đẹp, độ mới cũng cao mấy chị. Rồi ở trong nó im cực kỳ luôn nè. Đây nè ha. Thông số ở bên này. À em này là mắc in Indonesia ha. Đây cái chữ nó còn vàng, thật là vàng luôn. Em này đẹp quá, em này độ mới cao dữ lắm luôn. À đây mấy chị giống như chưa sử dụng nè ha. Rồi nó bằng như thế này. Ô sạch đẹp dữ lắm. 230 nhưng mà em thử chân em thấy nó 35 thôi. À không trầy khờn phần bên này. Ôi đẹp lắm. Đây mấy chị, nó như một cái bông như vậy ha. Đây nó đẹp như vậy nè. Ồ, nó này nó mới lắm. Da nè ha, đây mấy chị, nguyên miếng da nè. Em này độ mới cao lắm luôn nè. Ở bên trong cái phần này nè ha, màu vàng, màu sáng chị, mà nó sạch sẽ luôn ha, nó còn trắng sạch luôn á. Size 35. À em này là mã là A30. À em bán 300. À em này nè mấy chị, à chân 35 mà chân 36 mà ốm thon á, có thể mang vừa em này ha. Em này đúng ra là khoảng 35 năm thì chính xác hơn. Đây, rồi kiểu cái em này, đây nó đẹp dữ lắm anh chị, nó mới như vậy nè, mang vô đẹp chân dữ lắm. À, nó ôm nó đẹp chân dữ lắm. Em qua mẫu. Một em phối màu đẹp đây nè, màu trắng, em này là trắng trắng phối với lại xanh đen. Đúng rồi, màu xanh ha. À, em này cao 5 phân. À, dòng da này sẽ cứng hơn ha. Ồ, đế sao đẹp dữ vậy? Đế giống như chưa sử dụng anh chị. Rất là đẹp luôn ha, mới thật là mới luôn. À, cái màu trắng này nè, còn tươm tất sạch sẽ nha. Không phải là trắng tinh hết mấy chị á, đó nó mình nhìn ẩn ẩn nó cũng có một tí xíu đen sậm sậm nhưng mà còn đẹp lắm. Rồi nhìn xa sẽ không thấy gì hết, một màu trắng thôi, sạch đẹp, không có khờn da. À, mũi nhọn, cái này là màu xanh, cái mũi nó còn rất là đẹp này ha. Đây nó không có trầy khờn. Ở đây là cái da đó chị, người ta sẽ may may lại như vậy. Đế đẹp này ha. Rồi cái phần này nè em cũng thấy đẹp nè, ở đây nó có đậm đậm chỗ này chút xíu, nó không có trầy khờn. Ở bên này cũng đẹp luôn nè ha. Ôi em này đẹp lắm. Ở đây nó sẽ có đậm đậm xíu. Ở bên trong. Rồi tươm tất sạch sẽ, da và da hết trơn luôn nè. Đây. Sạch sẽ. Thông số bên này. Size 35. Ở bên đây chân của đế cũng còn rất là đẹp và mới. Đây mấy chị có đen mới như vậy nè ha. Size 35. À, mã A29 300. A29 300. Rồi kiểu của em này dễ đi nha mấy anh chị. À, bên em là em hầu như là đa số vậy sẽ dễ đi. Em qua mẫu. Rồi một em hàng Ý ha. Đây tách hiệu bên trong nè mấy anh chị. À, cái gì nè, Lazenzo gì nè, Valentino ha. À, em này là da phủ bóng, da dập vân rắn phủ bóng. Kiểu em này rất là đẹp luôn. Này là 3 phân. À, da em này ở chỗ này nè ha, không có trầy khờn da. Ở sau có cái khóa kéo, khóa là khóa IKK ha. Ô em này mang vô đẹp chân dữ lắm.
Cái phần này nè sẽ có bị sao ta, dơ hả? Đúng rồi, dơ nha mấy anh chị ha, độ bám cao nhưng mà có dơ. Ở đây nó sẽ có mòn cái phần đế chỗ này ha, gót chứ. Ở đây thì sạch đẹp nè. Ôi em này kiểu đẹp mấy anh chị ơi. Cái phần da, cái màu đen này là da. Rồi số, mã số trong này ha. Màu trắng, đây mấy anh chị. Ở bên trong nó sạch đẹp dữ lắm. Quên mở được mà. Đây, cái phần mà lót á, em thấy nó đẹp ha. Đây, màu vàng, còn rất là mới luôn. Cái màu vàng á, nó không có một tí dơ gì hết trơn, độ mới cao dữ lắm luôn. Em này kiểu rất là đẹp, mang vô chân đẹp lắm, nó sáng chân đẹp lắm. Đây mấy chị làm vậy nè. Rồi bên đây em cũng không thấy trầy khờn ha. Đây cái gót, cái đế chứ. Đây cái này là cái gì. Rồi cái gót nó cũng có bị khờn. Đây cũng y chang chân bên kia, nhưng mà ở ngoài nó đẹp lung linh long lanh. Đây mấy chị kiểu đây. Ôi em này đẹp quá. Cái viền này là cái màu màu vàng vàng đồng á ha. Đây màu vàng kim chứ, vàng kim thì đúng hơn. Đây người ta sẽ viền mang vô chân đẹp. Em này đẹp chân là dữ lắm. Size là 35 A27 mấy chị, 300 A27 300 hàng Ý ha. Em có mẫu một em màu đen size 35. Em này là cái phần này còn đẹp nè, cái đế nè em thấy nó còn đẹp nè ha. Ở đây nó có mòn rất là nhẹ, da mấy chị da thật. Ở cái phần này là da nó giống như là màu xám xám ha. Đây cái này là màu đen, ở đây là cái dòng da nó rất là mềm luôn, màu xám. Cái phần mũi ở bên trong sạch đẹp nè ha, da hết trơn luôn. Rồi đế đẹp nè ha, không có lỗi da. Ở đây nó có khờn nhẹ nhẹ chỗ này, rất là nhẹ chỗ này thôi. Đẹp da. Em này cũng im chân nè mấy anh chị. Ôi đẹp lắm ha. Cái phần này là đúng rồi, giống như cũng dập vân rắn vậy đó. Ở bên trong rất là đẹp và sạch. Size 35. Em cũng bán là 300. Mã là A25. 300. Mã là A25. Kiểu của em này đây. Không có một tí lỗi nha mấy anh chị. Mũi này ha, không có bị khờn trầy gì hết trơn, xíu nào hết trơn. Một em hàng hiệu đây mấy anh chị, Fila. Ở trong á là cái lót á là cái dập hiệu nè ha. Đây đây hiệu đây. Cái này nè mấy chị, nó lại rất là đẹp nè ha. Cái này nè, cái màu trắng này ha, nó rất là sạch đẹp luôn. Cái nguyên cái dòng chữ này ha, trắng tinh luôn ha. Ở đây thì nó sẽ có cái đen, cái gì, cái nông, cái vàng vàng á mấy chị đó, nó có chấm 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 vàng vàng. Cái phần này là màu kem ha, cái phần này là cái màu trắng tinh. Em này là cái màu xanh đen. Nhưng mà em thấy cái phần vải, cái màu hình như nó có bạc bạc vải, nó không phải là mới tinh, nó có bạc bạc này ha. Đó ở bên trong thì lại đây, đây đúng rồi mấy chị, ở bên trong nó sẽ có bạc bạc nha. Nó không phải là mới tinh. Thông số nằm ở trên đây nè ha. Cái miếng này nó còn sạch trắng tinh nè, không có bị rách lỗi, không có bị gì hết trơn. Đây mũi nó vẫn đẹp mấy anh chị ha. Đó nhưng mà em thấy nó sẽ có những cái vết nè, gì vàng vàng rất là nhạt nhạt. Mình để xa thì mình cũng vẫn không thấy ha. Được có cái là mang rất là dễ đi rồi, nó bằng như thế này. Cái này chắc cũng 3 phân. Đế đẹp mấy anh chị ơi. Nè coi nè, rất là đẹp luôn ha. Nó không có mày mòn nha. Đây có dơ nhưng mà em không thấy nó có mày mòn da. Nè hiệu nè mấy chị, ở dưới đế này ha. Cô em này mang đã chân dữ lắm, im thật là im luôn. Và rất là dễ đi. Size 35. Em bán là 250, mã là A21, 250 mấy anh chị, mã là A21. Đây. Em này là mang rất là im chân. Em qua mẫu. Rồi tiếp tục. Em này cái màu nó đẹp quá mấy anh chị ơi. Y hình mấy anh chị, màu này là màu gì đây? Nâu hả? Nâu nâu nâu. Em thấy nó có đỏ ha. Ôi màu đẹp lắm. Nó y hình như thế này thôi. Ở ngoài nó sẽ y như vậy ha. Em này hàng hiệu mấy chị, quá eo nè ha, trời ơi nó xịn sò. Và cái em này cái màu nó thật là đẹp luôn, da lộn mấy chị, đẹp quá luôn ha. Ở cái này thì em thấy nó cũng có đậm đậm xíu nè. Ôi nhưng mà tổng thể em này nó rất là đẹp luôn. Ở bên trong hiệu ở da ha, ở bên trong thì mình thấy cái phần lót nó sẽ có đậm có nhạt nha mấy chị, nó không phải là mới tinh rồi. Ở dưới đế lại đẹp nè. Đây có dơ ha. Đó, có qua sử dụng nhưng mà mình thấy nó lại còn rất là đẹp mấy chị, nó sẽ không có mày mòn luôn. Rồi, gót nè, cũng thật là đẹp luôn nè ha. Rồi, cái gót bên này nó sẽ có nhạt nhạt cái chỗ này xíu nè, đây, nó sẽ có nhạt. Đế vẫn đẹp. Ở đây nè, có cái tác nhật nè ha. Rồi, YSL. Cái phần da của cái này đó mấy chị, gót đó, nó sẽ có đậm đậm da. Hàng hiệu xịn sò. Em này là dòng da nó sẽ, cái phần dưới này nó sẽ cứng cứng mấy chị ha, không phải là cái dòng da mềm, ở trên nó mềm lắm. Đó, ở dưới đây nó sẽ giữ gót. Ôi màu quá trời đẹp luôn ha. Một em hàng hiệu.
À, size 35 em bán là 300, mã A23 300, mã là A23. Ở đây nó sẽ có cái này đó mấy chị, là người ta chạy chỉ ha, cái đường chỉ á, đó, kiểu. Ồ em nãy màu nó đẹp ha, quá trời đẹp cái màu. Mới nha mấy anh chị, em thấy nó được lắm luôn nha, nó không có bị cũ đâu. Ở trong á mình nhìn kỹ thì mình sẽ thấy cái phần lót nó sẽ không có điều màu thôi, điều cái màu xám thôi, chứ còn ở ngoài em thấy nó rất là đẹp luôn. À em này 5 phân. Một em. À em này cao 7 phân, màu be. Em này da đẹp, rất là đẹp luôn. Da phủ bóng mấy chị, nó thật là dày luôn ha. Em này nó dày dặn, nó chắc chắn dữ lắm. À gót nhọn, cái màu này là cái màu nó hồng da ha. À người ta phối màu nè mấy anh chị, cái gót là sẽ cái màu này. Ở dưới đây nó sẽ có đậm đậm cái phần đế ha. Mắc in the band, size 35 thôi. À ở phía dưới này nè, có hai cái miếng này người ta gắn vô nè ha, im chân nè. Ở bên trong có dơ dơ nha mấy anh chị ha, nhưng mà nó dày dặn chắc chắn dữ lắm. Đây nó sẽ có đậm đậm nè. Ồ cái phần dưới này lại cái này là gót nè. Ồ nó còn trắng tinh luôn. À da em này nó dày khủng khiếp lắm mấy chị ơi. Và em nhìn thấy thì nó cũng không có trầy khờ ha. Nó sẽ có đậm đậm rất là ít luôn. Đây nó sẽ có đậm đậm. Nhưng mà em không thấy trầy nha. À ở đây nó có một cái vết đậm nữa nè. À đây, đây sẽ có đậm đậm nè. Rồi ở đây nó sẽ có một cái vết trắng trắng này nữa nè. Ở bên trong sẽ có dơ cái phần là lót ha. À đây mấy chị, cái này là cái miếng nhựa này ha. Đó mình lấy ra vẫn được thôi, em để nguyên vậy thôi. Rồi cao 7 phân. Em này là A22, em bán 250. 250 A22. Đây. Rồi em qua mẫu size 35 ha. Một em. À em này là size 36, mình bắt đầu size 36. Em này là cái màu tím nhạt mấy anh chị, nó nhạt lắm. Đây, nó y như thế này. Đây mấy anh chị, đó. Màu sẽ y như thế này. À, em này da mềm, thật là mềm luôn. Độ mới cao mấy anh chị ơi, nó mềm dữ lắm luôn. Có dây cột này ha, cái dây cũng còn mới tinh. Đây, em này như chưa sử dụng nha. Đây, nó mới như thế này. Size 36, đồ ô nó đẹp mấy anh chị ơi, nó đẹp dữ lắm luôn. À, nó không có một cái vết thì phải, em coi kỹ lại đi. Đây nó sạch đẹp hết trơn nè, cái mũi nó này ha. Ôi em này đẹp dữ lắm, da nó mềm khủng khiếp luôn. Đây mấy chị, nguyên miếng da nè. Đây miếng da màu tím nhạt này ha. Ở bên trong đồ mới đẹp lắm. Đây da hết luôn nè. Ô cái em này nè mấy chị, là từ đây nè, thường là mình sẽ thấy cái phần gót á, nó sẽ là cái miếng da khác ha. Còn em này là full da hết trơn nè. Một cái màu vậy đi đều hết trơn nè, tím vậy nè ha. Ô đẹp lắm. Rồi viền cái đường da là cái màu xám xám, xám đậm, im cực kỳ luôn ha. Em này mình đi du lịch này kia là trời ơi, nó im cho mà thấy luôn. Đi xa để dành đi xa được nè. Đi nhiều á, mình để dành đi đâu du lịch, nó thường là sẽ bị đi nhiều. Đây mấy chị, à, tát nhật nè ha. Ủa em này, à mắc in the band ở dưới này. Độ mới cao như mới ha. Rất là mềm luôn. Thấp thôi, em này thì chắc cũng 3 phân. À, em này là A49 mấy anh chị ha, em bán 300, mã là A49, mới tinh luôn. Đây. Tiếp tục, size 36. À, màu của em này sẽ là cái màu xám, xám chì phối với lại cái đường, cái này là màu đen hả, đen mà cái này là da lộn mấy anh chị, cái phần này ha, cái này là da gì đó? Da đen mà là da lộn. Rồi đẹp nha, em này đồ mới cao nè. Ôi em này cái kiểu nó rất là nữ tính. Đây nó đẹp, thật là đẹp luôn nè ha. Có cái này là cái miếng dán. Đây mới nè ha. Đây mấy chị da nè. Đây cái màu xám này da nè. Rồi cái này là cái như đẹp ghê nè ha. Ủa em này xinh dữ lắm luôn. Phối màu đẹp, rất là đẹp luôn. Xám và đen. Đế giống như chưa sử dụng ha. Mắc in the band nè. Cao này chắc khoảng 4 phân. Rồi da, để em coi cái phần da màu xám này ha. Chỗ này không có một cái vết trầy. Mũi đẹp luôn nè. Đây cái này là da lộn nha mấy anh chị, cái màu đen này nè ha. Ôi em này đẹp lắm, độ mới cao dữ lắm. Như chưa sử dụng vậy đó, ở đây nó có cái vết trắng trắng gì đây. Đây, nó như vậy nè mấy chị, bên hông nó là vậy nè. Đẹp như vậy nè. Rồi, xinh cực kỳ luôn, size 36. Ở bên trong, mắc in the band nè, da hết nè mấy anh chị, nguyên cái phần da màu xám nè ha. Im lắm luôn, em này nó mềm mại vậy nè, đã lắm. À, mã của em này là A18 300, mã là A18. Đây. Kiểu em này rất là xinh. Và độ mới cao. Một em này cái màu nó gì đây? Em thấy nó cái màu lạ lạ, không biết kêu màu gì.
Đây mấy anh chị. Rồi, màu nó sẽ y như thế này nha. Ôi em này là nguyên một miếng da này mấy anh chị. Lỗ lỗ như vậy ha, mang đẹp chân dữ lắm. Đây, da này ha, da nó dày, thật là dày luôn. Rồi, em này độ mới cũng cao này ha, mắc Inseben. Ở đây nó sẽ có cái gót á, em sẽ thấy có dơ dơ. Ở trên đây thì nó đẹp. Rồi, độ bám cao này ha. Ôi em này bên trên nó rất là mới luôn nè. Da này mấy anh chị, đó, nguyên một miếng da. Đây như cái bông mà ha, không có trời khờn. Cái này chừng 4 phân, 3 4 phân gì đó. Ở đây nó sẽ có một cái xíu đậm chỗ này hơn xíu xíu nè. Ô đẹp lắm, mới dữ lắm luôn. Ở bên trong da và da ở dưới đây nè mấy chị, cái đường này cái giống như cái keo đó, nó sẽ có đậm đậm cái đường keo vậy đó. Đây, thông số bên này. Ô đẹp lắm. Nó mới thật là mới và em này mang im cực kỳ luôn nha mấy anh chị. Đó. Em sẽ nói thật là kỹ giống như là nó sẽ cứng nó mềm như thế nào ha. Đó, đôi này là thật là mềm mại luôn. Em bên này đây, nó cũng có đậm đậm cái đường này mấy chị, đen đen cho cái đường keo vậy đó. Đó. Da thì đã lắm. Ở bên ngoài nó hoàn hảo luôn ha, nó không có một cái vết dơ luôn nha mấy anh chị, nó mới thật là mới luôn ha. Size 36. Em này là A19 300. A19 300. Ôi kiểu này thật là đẹp. Em qua mẫu. Tiếp tục của em. Da bò phối với lại da rắn thật mấy anh chị ha. Đây, cái vảy nó này ha. Mình sẽ thấy nó nhám nhám tay ha. Ồ cái này, dưới đây là cái thun này, ở chính giữa này chỗ này là cái miếng thun. Đây. Ở bên trong da nè mấy anh chị ha, sạch đẹp nè. Thông số. Em này là dòng da bóng. Ở đây nó sẽ có một cái vết nâu nâu. Cao chắc 45 phân gì đó. Đế đế có dơ. Mắc in span nè ha. Ồ cái gót nó chắc dữ lắm nè. Mình ít thấy cái gót này mấy chị, ở đây nó sẽ có bốn ba cái gì giống như cái đinh đó, ít thấy cái gót này. Dòng da em này đẹp nè, cái phần da màu đen này nó bóng ngời ngời luôn ha, da rắn còn nguyên đẹp nha mấy chị, rất là mới em này luôn ha. Đây rồi, cái phần da này đẹp lắm, cái vân của cái em này nó to ghê nè, con rắn này nè. Ở đây nó có đậm đậm nhạt nhạt chỉ đen xíu nè, đó đế có dơ. Ở bên trong sạch đẹp. Cao chữ 45 phân gì đó. A7 300 mấy anh chị, A7 300 rắn thật giùm em ha. Quá trời nó đẹp nè. Em qua mẫu. Một em này là lông mấy chị, lông beo. Màu đẹp quá. Đây, cái màu nó tươi tươi mấy anh chị, đã y như thế này ha. Phần phần này nè, nó có củ cái phần đế mấy chị ơi, đây ha, có củ phần đế. Cái phần lông thì lại còn rất là đẹp luôn. Đẹp lắm luôn nè, em thấy nó mới dữ lắm luôn. Nó không có bị mất lông hay gì, rụng lông hay gì, em thấy đẹp, thật là đẹp luôn nha. Cái phần trên này, ở dưới đế thì lại thấy nó khác biệt so với lại ở ngoài ha. Ở đây nè, cái này là da hết trơn nè. Ở bên trong nó sẽ có đậm đậm giống như da thật mà, giống như da mà tiết dầu vậy đó. Đó, cái màu nó em thấy nó vậy đó. Đây, nó cũng có đậm đậm như thế này. Im cực kỳ luôn mấy chị. Em này thì cái chân của cái mấy chị nào mà hơi tròn tròn chút xíu, em thấy nó rộng cái chiều ngang. Chân ốm không không thích hợp nha. Ồ, có bị đậm cái phần gót xấu. Đây, lông ha. Rồi, thông số bên này. Thấp mấy anh chị. Rồi, em này là giày thấp. A16. Em bán là 208. A16, 208. Này. Tiếp tục. Một em phối đen trắng. Cao là 5 phân. Ồ, em này mang vô chân đẹp lắm. Tây lắm. Da này đẹp lắm mấy chị ơi, màu đen phối với lại màu trắng, cái này là trắng tinh ha, có những cái vết rất là nhẹ, dễ đi gì lắm, cái gót nó to như thế này, rồi mắc in bên trộn cái đế này mấy chị coi đẹp nè, rồi đế cũng có dơ dơ xíu, màu trắng còn trắng mấy chị nó sẽ không có bị mà xuống màu nha ha, đó nó sẽ có những cái đậm đậm thôi, chứ không xuống màu, trắng tinh luôn á, đó nó sẽ có những cái vết thôi, ít lắm luôn, xa không thấy gì, chỉ thấy một màu đen và một màu trắng thôi. Kiểu đẹp nè, cái phần da màu đen là dòng da bóng. Cái kiểu nó vậy nó chị, nó sẽ có người ta làm cái kiểu này nè, này nó có lỗ lỗ vậy đó. Ô em này đẹp lắm, dễ đi dữ lắm. Ở bên trong là da hết trơn nè ha, thông số bên này. Ô đẹp không có gì để nói mấy anh chị, sạch trơn luôn ha, mũi nhọn em này mang tay lắm. Rồi đế nó cũng vậy, nó có sẽ dơ dơ chút xíu, bên trong thì sạch đẹp hết trơn này ha. Rồi tắt nhật sạch đẹp, mắc in bên. A10 300 mấy anh chị, A10 300 em này đẹp chân lắm. Rồi kiểu của em này
Cái phần da màu bóng này mấy chị coi nó bóng nè ha. À, nó bóng đẹp như thế này. Em qua mẫu. Một em màu vàng, size 36. Em này mang im thật là im luôn mấy chị. Da nè, đây. Này là da nè, nó mềm như thế này. Mang vô im thật là im chân luôn. Để coi đẹp nè, như chưa sử dụng ha. À đây cái hiệu gì đây nè, hơi bị khó nhìn. Trời ơi, nó cái này nè mấy chị, nó bám, độ bám nó cao dữ lắm này ha, nó đã ghê luôn ha. Ba phân thôi, da còn đẹp cực kỳ luôn. Ở đây nó cũng có cái vết nè, đậm đậm xíu thôi nè ha. Da đẹp dữ lắm. Ở đây nó có cái miếng thun. Đây, miếng thun chỗ này mình dễ xỏ chân. Ở bên trong sạch đẹp dữ luôn. Ô sạch đẹp dữ lắm. À đây, mắt in spin có hiệu gì đây nè ha. À anh này là hiệu của Nhật luôn nè. Ô em này da đã dữ lắm, mang chân đẹp lắm anh chị ơi, vô chân đẹp lắm. Nó vậy nè. Ha. Ôi trời ơi. Bên đây rồi sạch đẹp hết trơn, thông số bên này. Đây mấy chị coi nó mới như vậy ha. Gót. À đẹp ghê nè ha, mũi. Mũi hở. Mới tinh nè, im thật là im luôn, màu cũng rất là đẹp luôn. Đây. Ô đẹp ghê nè mấy chị, ngoài nó y như vậy đó ha. Đây, đưa xa lan vậy thì màu chính xác hơn nha. Ở vậy nè, em thấy nó sẽ tươi, nó vàng hơn ha, ở ngoài nó sẽ đậm hơn cái lúc này. Size 36 mã A15 300 mấy anh chị. A15 300 đó, màu nó là vậy nha. Em qua mẫu. Một em hàng hiệu Tracody của Ý nè mấy anh chị. Đây hiệu này mình hay gặp tô túi nè ha. Đây cái hình con, cái logo là cái con chim gỗ kiến á. Trời ơi coi đế nó đẹp nè, đế nó xịn sò vô cùng luôn. Mắt in đen, màu xanh xanh đen mấy anh chị. À đây ở bên trong nó đẹp, thật là đẹp mấy anh chị. Có da nè ha, ở trong là cái màu nâu nâu này, da hết trơn luôn nè ha. Rồi cái logo Ý đưa ngược. Cái logo Tết hiệu. À ở phần dưới gót là cái phần da nó màu nó hồng hồng. À vuông da ở bên trong luôn, xịn sò em này. Cái phần da bên ngoài nè mấy chị thì mình thấy nhăn nhăn da thôi. À chỗ này là không có một cái vết trầy nha. Cái phần chỗ này, cái phần này là tại sao em hay nói chỗ này. Hai cái chân mình đó mấy chị, hai chân nè, chân mặt nè đó, dễ bị trầy ở chỗ này. Ở đây nó có cái chấm chấm nhẹ xíu xíu gì nè. Đây, nhăn da thôi mấy chị, không có trầy da. Em bên này, trời ơi, cái đế em này mê, thật là mê luôn á. Quá trời nó đẹp luôn nè, nó mới dữ lắm luôn. Ở đây, không phải trầy khờn. Đây, nó cũng vậy nè, mấy chị, cái chỗ này nó có nhăn nhăn da thôi. Màu em này rất là đẹp, kiểu thì đơn giản, sang thôi ha. Dễ đi dữ lắm, im ru đâu này ha. Đây, da nó như vậy nha. Đây, nó không phải là cái dòng da mà mềm nhũng mấy chị, mà nó im chân vậy lắm. Mang vô sang, để cái chân đẹp, thật là đẹp luôn đây. Rồi, kiểu em này đơn giản thôi, hàng hiệu xịn sò, hàng Ý. Đồ mới cũng cao. A14 mấy anh chị, em bán là 320, A14 320. Rồi, em qua mẫu. Một em dòng da mềm, mềm nhũng luôn á. À đây, trời ơi nó mềm vậy nè mấy chị coi này, đây. Mới tinh nè. Ở đây nó có một cái gì trắng trắng chỗ cái mũi ha. Ở đế nè có đẹp nè ha, đẹp sạch, size 36. Mắt in span nè. Ở đây nó sẽ hình như có mòn mòn ở chỗ này nè, cái gót nè. Đây da nó mềm nhũn như thế này. Cái hiệu gì đây? Sofia Lena gì nè. Đây bên trong da nè mấy chị, nguyên một cái miếng da luôn ha. Mình mang nó im, thật là im luôn nha. Rất là im chân em này. Rồi bên trong sạch đẹp như vậy mới tin. Đây mấy chị đã dữ lắm luôn em này. Đó, em này là dòng da mềm nhũn luôn á. Hai bên tất nhật. Đây sạch đẹp. Chỉ có cái gót bạn thấy nó có hơi bị mòn mòn xíu thôi ha. Ở trên đây lại rất là đẹp. Da mềm, thật là mềm luôn. Đây, im ru luôn á. Size 36, A6 mấy anh chị, 300, A6, 300 hàng Nhật ha. Em tiếp tục. Rồi, một em. À, em này là hàng Nhật mấy anh chị. Jinja hàng, không phải là Jinja, Jinja hàng Nhật ha. Ồ, em này đẹp như thế này. Cái phần da màu đen này nó bóng nha mấy chị, đẹp ghê luôn ha. Ở trên đây là cái phần da khác nè, hai dòng da nè. Ồ nó đẹp nè, nó như nhũ nhũ nè. Em nãy sang. Đế cũng đẹp lắm nè. Ở đây nó sẽ có mòn cái gót ha, đế đẹp mà mã dưới này. Đây cái gót, cái đế này đẹp ghê luôn. À cái phần kim loại này còn sáng sáng trưng luôn ha. Đây cái mũi nè, còn rất là sáng luôn. Ở đây cái chỗ này hình như thấy nó nhăn nhăn da mấy chị đây, nhưng mà rờ thì nó im ru à. Ở bên trong có đẹp như vậy. Da và da hết trơn ha, hiệu hàng Nhật Jinja Tokyo này ha. À không có trầy nha mấy chị. Cái phần da này ha, không có trầy khờn bóng ngời ngời như thế này. Rồi mấy em này cũng được lắm, cao lắm. Đế đẹp luôn. Ở bên đây
Không số bên này tươm tất sạch sẽ rồi, men cũng im lắm anh chị, im chân lắm. Em này thì là size 36 năm đúng hơn ha, chính xác là sẽ là 36 năm. Đây. A20 300, A20 300, 36 năm nha mấy chị. Ôi em này mang vô đẹp chân dữ lắm, nó sang. Nó bóng bóng là nhìn sang dữ lắm. Một em da đen, có dây cột. Rồi em này cũng đẹp dữ lắm. Đây mấy chị, nguyên miếng da đen đen lại như vậy. Em này cái đế này sẽ cũ cũ này ha, phần đế ở dưới đây thì lại được, mà ở dưới đây em thấy nó có bị nhăm 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 cái phần đế. Em này mắc in spen dưới này, da đen như vậy, có dây đeo, ý có dây cột ha. Ở dưới gót thì mình sẽ thấy nó có dơ dơ mấy chị, cái màu nó sẽ có đậm có nhạt rồi ha, da trơn luôn. Rồi ở bên trong còn đây im ru rồi hả, trơn nhưng mà sẽ có đậm đậm đây cái dưới này ha. Đó, nó có đậm đậm cái phần lót đây, kiểu em này vậy, da đẹp. Rồi ở bên đây cũng vậy ha, ở dưới đấy nó sẽ có đậm đậm. Size 36 mấy chị, và mang thì đây nó im chân đẹp lắm. Ở dưới đây nó sẽ cứng chân hơn, ở chừng phần gót này nó sẽ cứng cứng hơn, ở trên đây thì nó mềm, ở dưới này em cảm thấy nó sẽ cứng chân. A là 12, em bán 250, A12, 250. Rồi, một em da đen, em qua mẫu. Một em siêu im, đây, size 36. Đây mấy chị có giá đẹp này ha, nguyên một cái miếng da như thế này. Em này mang vô chân trụ, nó đẹp, thật là đẹp luôn, và nó im dữ lắm luôn. Ở dưới cái phần lót bên trong, mình sẽ thấy có một cái giống như cái đường đen đen vậy ha. Da hết trơn luôn nè, mấy chị có da này ha, đó. Ở dưới nó có cái đường này nè, keo hay gì đó, nó sẽ có đậm đậm. Đây thông số. Ồ, cái phần trên này đẹp dữ lắm luôn nè. Cái kiểu nó mấy chị, cái này là cái da, cái đường chỉ may may ha. Đây, cái này là nó sẽ có đậm đậm. Đế bằng mấy chị. Em này cũng được. Ồ, em này đẹp. Em này thấp thôi. Này là em chị sẽ tới này ha. Đây nó có độn bên trên này ha, mình nhìn thấy nó vậy nhưng mà thật ra là mình mang nó sẽ 3 phân á. Đây, có cái miếng dán. Rồi em này cái phần da cái màu bò này đẹp, thật là đẹp luôn mấy chị, nhìn nó rất là mới luôn ha. Ở bên trong cái phần da màu sáng này nó còn trắng tinh luôn ha, thông số rõ ràng luôn, chữ rõ ràng. Ôi em này đẹp dữ lắm luôn, nó mới dữ lắm luôn, mũi bằng dễ đi dữ lắm, và nó im, thật là im cái em này nha, rất là im cái em này. Mấy chị nào mà thích da mềm là em này thích hợp ha, độ mới cao lắm luôn. Rồi cái gót này nó mang biết nào hư nè mấy chị, coi đẹp nè, nó liền như thế này nè ha. Và cái màu em này nó thật là đẹp luôn, da nó cũng còn bóng. Ở bên đây nó sẽ có bị ngay chỗ này, nó sẽ em thấy có một cái vết nhẹ nhẹ chỗ này ha. Rất là dễ đi em này. A11, 300, A11. Em này thích hợp để đi du lịch mấy anh chị, im chân không có sợ bị đau chân, đi nhiều nè. Em qua mẫu. Một em màu đen. Đây, size 36. Em này cái phần gót này nè, ở đây nó sẽ có bị mòn mòn gót. Ở dưới này thì lại đẹp. Dập hiệu hay gì nè. Đây, hiệu dập trên này. Ở bên trong da hết trơn luôn này mấy chị, coi da này ha. Da mềm, dòng da mềm. Đôi này sẽ rất là im. Kiểu của em này đây, cái da, cái này nè mấy chị, người ta có giống như cái lỗ nhỏ nhỏ vậy đó. Da em này nó bóng. Ở bên đây nó sẽ có hai cái miếng thun, dễ sở chân vô. Cái mũi này thì vừa vừa, này, không nhọn cũng không bằng. Da không trầy khờn. Đây, có nhăn nhăn da thôi, da không trầy khờn, cái mũi cũng đẹp nè. Cao là 5 phân, dễ đi dữ lắm. Em này cái gót nè, rất là dễ đi. Đẹp da hết ha, đây mấy chị, da nó đẹp, nó bóng như vậy nè. Rồi đôi giày xịn, nhìn nó xịn sò, nó cứng cáp á. Bên trong rất là đẹp luôn, cái phần lót, rất là xịn. Em này là A13, 300 mấy anh chị, A13, 300. Đây, người ta sẽ phối kiểu như vậy. Da bóng người ngời luôn ha. Một em màu tím. Ồ em này cái màu nó đẹp quá. Giải mấy chị, không phải là da. Đây đế đẹp dữ luôn nè ha. Em này đế nó còn mới dữ lắm, dễ đi ha. Màu rất là đẹp, mắt in spen nè, hiệu dập ở trần đế luôn nè. Đây mấy chị, cái màu tím nó đẹp vậy nè. Trời ơi, nó đẹp. Xanh tím hình như, em thấy hình như đúng hơn ha. Đây để em coi, để em đưa màu đi. Ồ nó y vậy thôi mấy chị, ở ngoài nó y như vậy thôi ha. Ở bên trong nó mới là nó đẹp như vậy nè, da hết trơn luôn. Không, ở bên cái đen này nó chị là vải ha, cái gót là da. Ở đây người ta dập cái gì đây, hiểu hả? Rồi đây, ô đẹp ghê phần bên trong ha. Đây là cái màu nó hồng hồng tím tím gì đó.
À, rồi đẹp dữ lắm luôn, mới mang vô thật là im chân và nó đẹp chân dữ lắm, nó sáng chân mấy anh chị. À, không có bị khờn vải ha, để em coi kỹ đi. Rồi đẹp dữ vậy, vải nó không có một cái tì vết gì luôn nha ha, đẹp lắm. Để coi em bên này coi. Rồi đẹp đế luôn ha. Đây vải mới nha mấy anh chị. À, không có một cái tí khờn vải, sờn vải gì hết trơn. Màu siêu đẹp luôn. Rồi một em màu tím. Quá đẹp. A9 mấy anh chị, 300 A9 ha. Màu tím kiểu thì đơn giản mà mang vô chân đẹp lắm. À em này là 5 phân. Quá xinh luôn, rất là dễ đi mấy anh chị. Em qua màu. Một em màu đen. Em này là bằng vải mấy anh chị. Trời ơi, mang vô chân nó đã, nó im cực kỳ luôn. Đây, nó có thun như vậy nè ha, rất là dễ đi luôn. À, ở dưới này là da, ở trên này là vải, cái vải gì, vải thun gì đây mấy chị, mang vô chân nó đẹp dữ lắm. À, cái này nó mỏng mỏng thôi, đây nè ha, nó không có bị dày cộm, mang vô im và cái chân mình nó ôm khích vô, em thích đôi này ghê luôn. À, cái đế thì nó sẽ có dơ dơ nhưng mà em thấy nó còn láng đẹp nè ha, nó không có bị mòn nè mấy chị, coi cái gót nó chắc chắn nè, rất là dễ đi em này, cũng là hàng Nhật Made in Japan ha. Ở đây có cái hiệu hả, ở đây ở trong này em thấy nó sạch đẹp này ha, thông số như này, da ở trong ha, da hết trơn luôn ha. Em này là mang nè mấy chị, che nắng tốt nè ha, trời nó ôm đã dữ lắm luôn. Đây màu đen ha, cái này nó giống như là lưới thì đúng hơn mấy chị đây, nhưng mà nó có thun như vậy nè ha, đó nó giãn và em thấy nó mỏng mỏng như vậy nè ha, mang đẹp chân dữ lắm luôn, độ mới cũng cao. À, A5 mấy anh chị, à, 300 A5 ha, im chân dữ lắm luôn. Rồi cái mũi em này sẽ bằng bằng. Ở đây em thấy là như người ta sẽ có, để coi kỹ là ở dưới trong đây là cái gì. À mấy chị, ở trong đây là người ta sẽ có điểm thêm một cái lớp khác nữa, cái màu nó sáng sáng ha. Đó, ở đây là một lớp vải thôi. Nè, nguyên cái đường chỉ ở chỗ này nè, đó đó, từ đây. Để sao? Nó sẽ có điểm thêm một cái lớp gì đó em không không. Hình như là lớp da. À đúng rồi mấy chị, nguyên một cái lớp da bên trong nữa. Mang im chân dữ lắm luôn ha. Em qua mẫu. Một em này, trời ơi siêu đẹp luôn và cực kỳ im chân. À đây da mấy anh chị, cái phần này là da, ở đây là da lộn, màu phối rất là đẹp luôn. Cái màu gì đây, nâu nâu gì á mấy chị, mà nâu em thấy nâu nó đẹp ghê luôn nè ha. Đó màu sẽ y như thế này mấy anh chị, đế khỏi đẹp nè ha, trời ơi cái đế gì mà đẹp dữ và nó chắc dữ vậy. À không có mày mòn, không có trầy gòn gì hết trơn, mắt in-span em này độ mới cao như mới ha. Đây mũi gói đẹp nè ha, em này là mấy chị cái phần này nè, cái chiều ngang á nó to bè bè ra ha, nhưng mà nó giống như sao ta, mang nó cũng im chân, nó đẹp lắm. Mình mới nhìn mình thấy cái đôi giày nó rất là to nha, đó nhưng mà mang thấy im chân, nó vô ôm khít luôn ha. Em thử chân ha, em thấy nó đẹp dữ lắm. À không có trầy khờn gì rồi nè ha, cái phần da lộn mấy chị nó đẹp thật là đẹp luôn nha, nó im và nó không có bị đậm nhạt gì hết. Có một cái khóa kéo nữa nè, khóa là khóa gì đây, khóa màu nâu. Rồi cái bảng da luôn nè, rồi phá ngon lành mấy chị, da và da em này nè, da hết trơn luôn này ha. À không, cái này nè mấy chị, cái xanh xanh này là vải nha. Rồi cái này là da này, nguyên cái miếng da này nè ha, nó im dữ lắm luôn, ở bên trong rất là đẹp luôn. Cái phần nâu này là va da, rồi cái đế này mấy chị nó thẳng sạch đẹp. Em này độ mới như mới vậy đó, và mang thật là im chân luôn, thích hợp để đi du lịch. À, hai bên đều đẹp hết, không có một cái tí lỗi, không có một cái vết khờn trầy gì hết trơn luôn. Cao 3 phân mấy anh chị, đẹp em này dữ lắm luôn. À A4 300 mấy anh chị, A4 300 thích hợp để đi du lịch, đi chơi xa, đi nhiều. Rồi, màu siêu đẹp luôn. Em qua mẫu. Mình bắt đầu size 37. À, em này là cái giày kêu bằng cái gì? Này không phải giày, này là dây dép guốc mấy anh chị, guốc đúng không ha? À cái gì? Bố. Cái này là da. À, em này thì mấy chị nào mà chân tròn á thì mới mới mang mới được nha. À, em ốm là em mang là nó bị rộng. À, cái size chân thì vừa ha, nhưng mà mình bị rộng cái phần này. Đây da nó dày cộm như thế này nè ha, nguyên miếng da nè. Rồi cái phần này là vải vố, nó dày chặt, em này mang biết nào hư này mấy chị, nó bền cho mà thấy, và nó cực kỳ cứng cáp luôn. Cái đế nó cũng lạ lạ vậy, để em coi dưới này đi. Ô chữ gì không thấy. À, em này là 7 phân nha mấy anh chị, và dễ đi. À, nó chắc chắn dữ lắm luôn ha. Rồi cái phần da, cái màu này nó mới, thật là mới luôn. Ở dưới đây thì mình sẽ thấy cái phần gót này nè, đây nó sẽ có giống như là có men, có qua qua sử dụng mấy chị sẽ thấy nó có đậm đậm xíu thôi. Ở bên đây thì lại đẹp, ở dưới này lại rất là đẹp luôn, ở bên trong có da hết trơn này ha, thông số bên này. À, em này là mắc in China nha mấy chị ha, rồi đẹp quá trời luôn, mà nó chắc dữ lắm luôn. À, có đậm cái phần đế ha, và đế rất là dễ đi, da hết trơn luôn. À, em này size 37.
A là 44 anh chị ha, 300. A 44 300. Rồi đây. Quá đẹp luôn. Em qua mẫu. Đây tiếp tục em này đẹp nữa. Quá trời đẹp cái màu này. Cái màu nó sẽ y như thế này mấy anh chị, tím ha. À, cái này là da lộn, người ta sẽ dập cái vân như thế này. Cái này nó có nâu nâu vậy đó ha, tím à, nhũ nhũ vàng. Ồ ơ quá trời xinh. Này là lưới, mang đẹp chân dữ lắm, mang vô chân nó sáng nhìn đẹp lắm. Đồ mới cao này, ở trong em thấy nó sạch đẹp như thế này. À, có cái tách hiệu ở đây nữa nè ha. Ở đây cái đế này có đẹp nè, cái đế này giống như chưa sử dụng nha mấy anh chị, nó mới tinh như thế này. Gót này ha, chắc chắn tách nhật. Ở bên trong đẹp dữ lắm rồi, đồ mới cao ha, không có thấy trầy khờn một cái tí gì cái phần màu tím này luôn. Không có một cái vết dơ mấy anh chị, mũi gói đẹp như vậy ha. Ôi này đẹp quá. Size 37, rồi đúng là cái tách hiệu á. À, mới tinh, rất là mới và sạch đẹp. Màu rất là xinh. Coi nó đẹp nè. Size 37, à, A43 mấy anh chị, size 37, 300. A43, 300. Một em này cũng đẹp lắm luôn đây. Em này cái da nó thật là dày dặn. Cái chiếc dày mấy chị, nó người ta làm cái phần này nó dày chặt dữ lắm luôn. Kiểu em này nó rất là đẹp luôn. Ở đây là cái này cái gì nè, à, bóng bóng kim tuyến vậy đó ha, đẹp lắm. Da mấy chị, cái này là da lộn nha đó. À mình đưa lên cái mình thấy cái da nó nè đó, nó sẽ có đậm đậm da nổ lắm, đẹp ghê. Và cái da lộn này còn rất là mới. Da bóng, ở đây là cái màu gì đây? Hình như là không phải da đen hả? Xám hả mấy anh chị, em thấy hình như đúng rồi. Hình như xám phải, hay là tại vì cái phần này đen mà mình thấy nó khác màu ha. À, không trầy khờn, cao 5 phân, dễ đi, mắc in span. Ở dưới này nó mới tinh rồi, có qua sử dụng mấy chị, nhưng mà em thấy có nhẹt nhẹt xíu này ha, nhưng mà còn rất là mới luôn. À, đế rất là đẹp, ở đây không có một cái vết khờn gì nè ha. Cái mũi cũng đẹp, cái phần da bóng này nè ha. Cái em này cái này mấy chị nó xẹp xẹp. À, 37, trời ơi da đẹp dữ vậy. Đây da đẹp dữ lắm luôn ha. Ôi cái này nó đẹp, cái phần này nè ha. Rồi cái kiểu của em này nó sang, em này mang vô nó sang chân và nó rất là dày dặn cái phần da ha. Và cũng mềm nha mấy chị, rất là mềm mại, dễ đi, đẹp lắm. Ở bên trong da hết trơn luôn. À, size 37 mấy anh chị. À, mã là A50 đi. À, 300. A50 300. Rồi nó đẹp như thế này, em này nó sang, thật là sang luôn ha. Em qua mẫu. Em này là màu xám. À, hai dòng da nè. Ồ ô da em này nó mềm nhũng luôn nè mấy chị, coi nó mềm nè. Cái phần da này ha, nó rất là mềm luôn. Rồi, hai màu xám, xám đậm, xám nhạt xíu. Cái da này thì độ bóng cao, cái phần da này sẽ không có độ bóng. Đó, da nó mềm như thế này. Đế đẹp ha, đế giống như chưa sử dụng vậy đó, mới vậy đó. À, bền, độ bám cao. Em này chất cao chừng 4 phân, không tới 5 phân. Ở bên trong cái phần gót là da, ở trong này là vải thôi mấy chị, không phải là da nha. Ở cái phần vàng vàng lỗ lỗ này ha là vải. Ở bên trong im, thật là im em này. Em này rất là im luôn. Đây, sạch đẹp hết trơn luôn ha, da mềm nhũn luôn. À, em này để coi. A42 mấy anh chị ha. À, em bé em này là 250, A42 250, mang rất là im chân, nó mềm như thế này. Rồi, em qua mẫu. Đây một em này là siêu mềm và siêu xinh luôn. Đây, mình mới nhìn thấy nó hơi lượm thộm mấy anh chị, mang cái chân nó đẹp dữ lắm. À, cái phần này á nó sẽ có bị cứng cứng cái phần người này, gót này ha. Đây, nó chắc dữ lắm mấy anh chị. Dễ đi em này lắm. Mà hàng Nhật mắc in span, ở dưới đây là giống như là gỗ vậy mấy chị, nó cứng ngắc luôn ha. Rồi, đế đẹp nè. Dễ đi em này dữ lắm. À, cái phần này là da lộn, cái phần màu xám này nó mới tinh tình tinh. À, cái này nè, mình có thể tháo ra ha. Ở đây là cái miếng dán mấy anh chị. Đây, cái nơ này ha, là cái miếng dán. Nó mới, nó đẹp dữ lắm. Cái phần da màu xám nè, màu xám á. Rồi nó đẹp, nó mới tinh nè ha. Đây, không có một cái vết gì luôn nha mấy anh chị. Nó đều màu đẹp, tanh tách luôn ha. Ở bên trong, mang vô đẹp chân dữ lắm. Da hết trơn nè ha. Cái phần da bên đây nó sẽ nhăn nhăn, da thật á. Nó nhăn nhăn da thôi, mình mang chân vậy nè. Đấy. Ồ nó đẹp dữ lắm mấy anh chị ơi, thích cái nơ thì để, mà em thấy cái nơ này nó rất là hay, mang vô chân đẹp chân dữ lắm. Thôi kiểu nó đẹp dữ lắm, tại mình nhìn thấy cái da nó rồi vậy mình nhìn không ra dáng được ha, nhưng mà mình mang vô chân em bảo đảm mấy chị cái chân nó đẹp dữ lắm, dễ thương á. À, nó rất là trẻ trung. Rồi độ mới cao mấy chị, nó chỉ bị cái gót ở chỗ này nó sẽ có cái vết cứng này ha, đó hai bên nó sẽ có mấy cái vết cứng cứng. Cái này nó bằng cái gì mà sao nó cứng? À cái này là da. À, người ta bọc da mấy chị, đúng rồi, cái này là da. Mà cái ở trong là cái gì đó, người ta sẽ bọc cái lớp da màu nâu vô. Đồ mới cao dữ lắm.
A40 300 đó chị, A40 300 size 37 ha. Em qua mẫu. Rồi, em này phối màu đẹp quá luôn, trắng, trắng phối với lại cái gì đây, màu cam cam vậy ha. Đế khỏi đẹp nè. Đây, đế hoa. À, đế bằng. Ô, em này dễ đi dữ lắm anh chị, có dây cột, cái dây là màu nâu 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 đỏ gì đó ha, nâu cam chứ. À, cái này là mấy chị là kim loại, cái phần cái trắng trắng màu cam cam này ha là kim loại. Da, cái phần trắng này là da, em này là cái màu trắng của trắng tinh hả? Trắng tinh mấy chị chứ không phải là trắng kem. Ở bên trong nó đẹp, thật là đẹp luôn ha. Ôi, da hết trơn luôn nè, ở trong nó im, thật là im, mang đôi này rất là im chân. À, đây cái này là có cái dây ở trong là cái lưỡi gà là cái màu cam, em này phối màu rất là đẹp luôn mấy anh chị. Ồ, đế dễ đi dữ lắm, độ mới cũng cao lắm nè, ở trong rất là sạch và đẹp nè. Ê, giống như chưa sử dụng rồi đó. Ồ, đẹp lắm. Cái da nó sẽ có nhăn nhăn da mấy anh chị, cái phần da màu trắng này ha. À, em cũng không thấy nó bị đậm nhạt da gì hết. Ồ, ở đây có nhạt xíu nè, đậm chút xíu chứ có nha mấy anh chị, nhưng mà còn đẹp dữ lắm, còn tươi dữ lắm luôn, cái sao còn sáng trắng. Ôi, kiểu nó đẹp ghê luôn nè ha. Ôi, mang đôi này dễ thương lắm. À, im chân nữa. A39 300 mấy anh chị, A39 300 size 37 ha. Ôi, xinh thật là xinh luôn. Rồi, đôi này thì siêu im. À, cái màu này là màu gì đây, màu trắng kem mấy anh chị ơi. Ồ, đẹp, quá đẹp luôn ha, dễ đi, im chân dữ lắm luôn. Ở đây, à, ở đây là ở trong đó là cái miếng thun rồi. Cái phần kim loại em này nó còn sáng trưng luôn. Cái phần này là da lộn mấy anh chị ơi. À, da lộn nó sẽ có những cái ẩn ẩn đậm đậm màu xíu, nhưng mà còn sạch sẽ lắm, nhìn còn rất là tươi, cái tươi cái chiếc giày nha. Đó, nó sẽ có ẩn ẩn nè. Đây, giống như nó bị lem một cái chiếc giày khác qua vậy đó, giống như lem màu vậy đó. Đó, nhạt nhạt vậy nè. Ôi, nhưng mà nhìn sao mấy chị coi đẹp nè. À, đó, nhìn cái giày nó còn sáng, sáng sủa đẹp lắm. Rồi, ở đây à, cái đế này trắng trắng gì đây. À, hiệu cái gì đây, lobby gì nè. Ở bên trong đây, tách hiệu. Da hết trơn luôn ha, mang im thật là im chân luôn. Đây, nó sẽ như vậy nè mấy chị, nó sẽ có đại vết vết nhạt 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 như vậy ha. Đế cũng đẹp hết trơn luôn, ở bên trong rất là đã luôn, da hết luôn. Rồi, kiểu của em này. Ôi, mang vô đã cái chân dữ lắm. Đẹp chân. Màu sáng ha. À, A37 mấy chị, em bán là 280, A37 280. Đây, em qua mẫu. Rồi, một em hàng Tracedy nữa, màu rất là đẹp luôn, cái màu đó rất là tây. À, đây, hiệu Tracedy. Đế này còn đẹp nè ha, ở đây nó sẽ có mòn gót chút xíu, ở trên đây nó còn đẹp. Đây, cái dòng da này thật là đẹp luôn mấy anh chị. Nó sẽ có ẩn ẩn đồ màu giống như túi vậy đó ha. Đó, này, nó ẩn như vậy. Màu em này rất là đẹp và da nó thật là xịn luôn. Đây mấy anh chị, mang im cực kỳ luôn. Ở bên trong đẹp, thật là đẹp luôn nè ha. Thông số, da hết trơn luôn, tát hiệu. Rồi, tát hiệu logo, xịn sò. Ở dưới phần gót nó sẽ có đậm đậm. À, em này nó có một cái điểm này mấy anh chị, quên. Ở đây nó sẽ có cái logo là cái hình con chim bọ kiến nè ha. Ở bên nó sẽ mất cái logo. Đây, như vậy ha, đó nó sẽ bị mất nè. Da thì xịn sò vô cùng luôn mang mấy chị. À, bên trong nó sát do nó đẹp như thế này. Em này cái mũi nó nhọn nhọn, à, kiểu dáng tay. À, da có sẽ có bị đồi mồi thôi, không có trầy khờn. Mình rờ cái da nó sẽ láng, thật là láng luôn mấy chị, nó láng dữ lắm luôn ha. Kiểu rất là đẹp luôn, màu cũng đẹp. Đây, trời ơi cái đẹp nè mấy chị, nâu đỏ ha. Em thấy nó đỏ đỏ nhiều vậy đó, nâu nó ít hơn. Ồ, màu quá đẹp luôn. A à, là 34, à, em bán này là 280, A34 280. À, lưu ý giùm em là em có bị mất ở chỗ này nha mấy anh chị ha, đó mất một cái này. Rồi em tiếp tục một đôi siêu im nữa nè, màu nâu mấy anh chị ơi, cái này là da gì đây? A à, hình như là da phủ bóng. Ồ, nó im thật là im luôn ha. Hai bên nó sẽ có hai cái miếng thun này, vậy thấp thôi, đế đẹp ghê luôn. Rồi rất là mới. Ở bên trong, ở bên trong này là cái lót này vải ha, hai bên này là vải, ở dưới này, ở dưới gót là da, ở đây là ở trên này là vải hết. Im chân dữ lắm luôn, rất là dễ đi. À, cái này là vải, ở trong này là vải luôn. Rồi ở đây nó sẽ có cái này, cái miếng da. À, da thì rất là đẹp luôn nè, em không thấy cái tì vết gì luôn ha, nó đều tăm tắp như thế này nè. Đây, nó có có bông phủ bóng á chị, nó bóng ngời ngời như vậy ha. Anh này đẹp lắm, còn mấy cao gì lắm, ở trong nó rất là tươm tất, im thật là im chân. Đế cũng còn rất là đẹp, cái màu phối đẹp ghê.
Đây. Rồi đây màu nâu ha. Đây mấy chị màu nó sẽ y như thế này ở ngoài nha. À đẹp lắm. Dễ đi dữ lắm luôn. Im thật là im. A38 300. A38 300. Em qua mẫu. Rồi tiếp tục em này. Màu này mấy chị chói chang mùa hè này ha. Và nó rất là đẹp luôn. Nhựa mấy chị ơi, không phải là da nha ha. Đây hàng hiệu này ha. Rót gì đó. Rót rót gì đó. À cái logo là cái đầu con cá sấu này ha. Rồi da nó cái gì nhựa này mấy chị coi đây. Mang biết nào hư nè. Cầu nó bền cho mà thấy. Hàng này tiền triệu nha mấy anh chị ha. Hiệu này nè. Cái màu em này thật là đẹp luôn mấy anh chị ơi. Đó, nó dễ thương ha, nó rất là trẻ trung. Xẹp ha. Đây. À, rất là mới rồi. Mang im chân dữ lắm. A33 300 mấy anh chị. A33 300. Rồi em qua mẫu. Một em này cũng đẹp quá đây, màu xanh đen. À, ở đây là gì đây? Cái dính giữa là da lộn. Cái này là vải mấy anh chị, cái vải gì mà nó cứng ngắc cũng là cái màu xanh ha, kim loại còn sáng cực kỳ luôn. Màu xanh đen, da này dòng da mềm đã lắm. Ở đây nó có một cái vết trắng trắng, mũi nhọn, đế thì rất là đẹp đây. Rồi đế đẹp lắm, bóng người ngời luôn. Ồ đẹp đế dữ lắm. Có ai sử dụng mấy chị ha, em thấy nó cũng không phải là mới tinh này ha đó, nhưng mà thấy còn đẹp, nó còn đã láng đã ghê luôn. Ở đây nó sẽ có nhạt nhạt da chỗ này bên này một chút xíu. Màu xanh. Da thì da thật mấy chị sẽ có nhăn nhăn da. Ôi em này kiểu nó đẹp mấy chị, mang vô chân đẹp lắm. Ở bên trong da hết trơn rồi. Đây, da hết trơn rồi ha. Mari gì đây? Tác hiệu da hết đẹp. Ở bên đây nó sẽ có đậm đậm cái phần bên đây chút nè. Đó, có đậm đậm. Đế đẹp. Rồi bên đây, ở bên đây nè mấy chị, nó gần sát chỗ này em thấy nó có đậm đậm da. Rồi cũng đều đẹp hết. Size 37 mấy anh chị ơi. Size là A36 300, A36 300 kiểu em này. Rồi mang siêu sang. Rồi em nãy sang dữ lắm. À, cái đôi giày này nó nhìn nó gọn cái form á. Đây. Rồi một em này da dập vân rắn. À, em này giống như dạng giày vin nè mấy chị, cái form nó sẽ to to form như thế này. À, đôi giày nó chắc chắn ha, nặng nặng á, đế này ha to đùng luôn. Ở đây nó sẽ có đậm đậm, được cái là cái phần này nó rất là đẹp luôn mấy chị. Sao nó mới dữ lắm cái phần bên này, cái đế có qua sử dụng ha, mũi mũi bằng rồi nó chắc cái đôi giày dữ lắm luôn. Ở bên trong rất là đẹp luôn này ha, cái phần này nè ha, đẹp thật là đẹp luôn. Ở trên này là vải mấy chị, dễ đi rồi hai bên chỉ có cái phần này đậm thôi, ở bên trong đẹp hết đây. Da cái phần màu nâu này thật là đẹp luôn. À, size 37. À, cái phần da của em này là đều hết nha mấy chị, mình không thấy một cái tí lỗi nào ha. Ngay cả cái phần đế này em thấy nó cũng đẹp nữa nè. Không, ở đây nó sẽ có một cái vết nè. À không, cái này cái vết đậm không phải là cái vết khờ. Vết màu nâu nâu có một xíu xíu rồi mấy chị, em thấy rồi. Chưa chắc em để lên đây mà thà màn hình nó sẽ không thấy được, nó nhỏ như vậy luôn ha. Rồi đẹp em này lắm, những cái đường viền này mấy chị nó còn rất là mới luôn ha, nó không có trầy khờn gì luôn nè ha. Đây cái viền này ha, đây ngay cả cái đường này cũng vậy nữa nè, độ mới cao dữ lắm. À đâu mất tiêu rồi, đây em này là A35 mà 300 mấy anh chị, A35 size 37 ha. À và rồi em kết thúc video tại đây mấy cô chú anh chị ha. À, em sẽ có thêm một video dài nữa nhưng mà em chưa xác định được ngày nào ha. Rồi em làm kịp thì em sẽ lên video liền. À đây. Rồi, cảm ơn tất cả các cô chú anh chị. Em xin cảm ơn và em xin chào.